Phẩm mình đặt sẵn bên dưới, nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click vào đường link các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi, sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đó chính là quần jean nam trơn ống côn nha các bạn. Đây là sản phẩm quần jean nam dạng trơn và ống côn, nên là nó rất là trẻ trung và rất là dễ mặc. Các bạn nam nếu mà các bạn không thích những cái dạng quần mà rách nhiều hay là những cái dạng quần mà nó phá cách quá thì các bạn có thể chọn một form quần đơn giản như thế này, nhưng nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Và cái shop này mình đã sàng lọc trên sàn thương mại điện tử rồi. Đây là một shop yêu thích trên Shopee bán quần jean nam đen trơn dáng ôm nha các bạn, nhìn rất trẻ trung. Với tính giá là 4.8 sao, 16.000 sản phẩm đã bán rồi, giá đang giảm còn 129.000 một chiếc quần. Với giá này thì mình nghĩ rằng là vô cùng hợp lý luôn các bạn ơi. 129.000 một chiếc quần như thế này thì rất là hợp lý rồi, rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click vào đường link mình đặt sẵn bên dưới nha. Rồi, xem qua một số cái thông tin nè. Đây là những cái size quần tương ứng với cân nặng và chiều cao. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ phần này để chọn cho mình một size quần hợp lý nha. Về cái đánh giá của khách hàng, đây là một đánh giá 5 sao nè các bạn. Giao hàng nhanh, sản phẩm đúng như mô tả, mua đúng dịp khuyến mãi nên giá rất hợp ý. Quần chất đẹp, vải mềm, co giãn, nếu không muốn bó thì có thể đặt lớn hơn một size. Đặc biệt là đối với cái mẫu quần mà dáng ôm côn như thế này thì nếu mà các bạn nào không thích bận dạng ôm quá thì các bạn nên đặt lớn hơn một size. Nó có thể co giãn tốt nên là các bạn không có sợ rộng ha. Và mình bận như vậy thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.